Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây ở một số khu vực tại thành phố Lào Cai lại tiếp tục tái diễn hoạt động đổ trộm rác và phế thải vật liệu xây dựng. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, một trong những tuyến đường đẹp nhất của thành phố Lào Cai. Dọc hai bên đường đã xuất hiện khá nhiều bãi rác và phế thải vật liệu xây dựng. Theo xí nghiệp môi trường thành phố, đây là địa điểm thường xuyên được nhiều người thiếu ý thức chọn làm nơi tập kết để đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng. Dù đã nhiều lần xí nghiệp báo cáo chính quyền địa phương, nhưng vấn nạn này vẫn tái diễn. Hiện tại thì những cái khu vực giáp ranh mà những cái tuyến mà chưa được giao cho bên mình thu gom vận chuyển ấy, thì là cái lượng rác mà dân ấy, người ta hay đổ trộm các thứ ấy rất là nhiều, rất là mất mỹ quan đô thị đấy, gây ảnh hưởng tuyến làm của chị em nữa. Còn trên tuyến đường Trần Phú, khu vực tổ 16 phường Nam Cường đi vào khu đổ thải của thành phố. Thời gian qua, đoạn tuyến này là địa điểm nhức nhối về tình trạng đổ trộm rác thải. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau lưng tôi đây, chỉ một đoạn tuyến khoảng 100 mét thôi mà đã có tới hơn 10 bãi đổ thải trộm vật liệu xây dựng. Và chính cái điều này thì đã gây nên rất là nhiều cái khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương cũng như mỹ quan trật tự đô thị. Chấn chỉnh những trường hợp lái xe là cấm hẳn không được lợi dụng vào cái thời gian vắng vẻ mà đổ trộm, mình sẽ bắt là ảnh hưởng. Thứ nhất là đủ các loại chất rắn báo cáo này, là những cái bao tải này, nhiều cái này rất bẩn, ảnh hưởng vệ sinh môi trường đến bà con nhân dân. Trước nhu cầu xây dựng và đổ thải vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng, từ đầu năm 2020, thành phố đã quy hoạch vị trí đổ thải tại tổ 16 phường Nam Cường. Vậy nhưng tình trạng đổ trộm rác thải vẫn diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Mà các công trình xây dựng thì trên địa bàn thì một năm nó khoảng hơn 1.000 công trình giấy phép dựng cấp ra và công trình thi công. Tuy nhiên thì cái lượng mà mang vào để đổ thải trong đấy thì rất ít, chiếm tỷ lệ trong chỉ tầm 20%. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ phải tăng cường cái tuyên truyền, hay là sẽ phối hợp với các lực lượng như công an môi trường, cảnh sát môi trường và các lực lượng các phường xã sẽ phải tuyên truyền cũng như là phải kiểm tra và sẽ xử lý cái vi phạm. Trong lộ trình xây dựng thành phố văn minh hiện đại hướng đến tiêu chí của đô thị loại 1, thành phố cần sớm có những giải pháp tối ưu, giải quyết dứt điểm tình trạng đổ trộm rác thải bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Cùng với đó, vai trò quản lý địa bàn của chính quyền cơ sở cũng cần phải được duy trì thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.